Xin mến chào quý vị và các bạn đến với bản tin dự báo giá tiêu ngày 11 tháng 8 2021 được phát trên kênh Giá Nông Sản. Lời đầu tiên về bản tin dự báo giá tiêu ngày 11 tháng 8 2021, kênh Giá Nông Sản muốn gửi đến quý vị và các bạn cùng tham khảo một số tin tức đáng chú ý liên quan đến giá tiêu ngày hôm nay như sau. Cục xuất nhập khẩu Bộ Công Thương cho biết, dự báo giá hạt tiêu trên toàn cầu còn tiếp tục tăng trong thời gian tới. Thuận lợi là do nguồn cung thiếu hụt, nhu cầu tiêu thụ tăng khi ở các thị trường Mỹ, châu Âu và Ấn Độ đang có nhu cầu lớn. Bên cạnh đó, lượng hạt tiêu còn lại của nông dân không còn nhiều do đã đẩy mạnh bán ra từ trước đó và cũng đã hỗ trợ tích cực cho giá tiêu xuất khẩu. Theo báo cáo của Hiệp hội Hạt tiêu Quốc tế cho biết, về nguồn cung hạt tiêu trên toàn cầu đang hạn chế do diện tích giảm, năng suất thấp, yếu tố thời tiết không thuận lợi và kỹ năng bảo quản chưa tốt, cho nên giá hạt tiêu trong thời gian tới sẽ tiếp tục duy trì mức tăng. Về giá thu mua hồ tiêu tại các vùng nguyên liệu Tây Nguyên và miền Nam ngày hôm nay, được thương nhân thu mua trong khoảng từ 74.000 đồng một ký cho đến 78.500 đồng một kg. Theo nhiều báo cáo của các tỉnh thành gửi lên ngày hôm nay cho biết, giá thu mua hạt tiêu tại Gia Lai ngày hôm nay ghi nhận ở mức 75.000 đồng một kg. Còn về tỉnh Đồng Nai, giá thu mua hạt tiêu ngày hôm nay đang ghi nhận là 74.000 đồng 1kg. Với mức giá này, thì Đồng Nai tiếp tục là tỉnh có giá thu mua hạt tiêu thấp nhất của cả nước hiện nay. Bên cạnh đó, Bình Phước đang ghi nhận giá thu mua hiện nay là 77.500 đồng 1kg. Tiếp đến là hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông, giá thu mua hôm nay cùng giao dịch ở mức 77.000 đồng 1kg. Còn về giá thu mua hồ tiêu tại Bà Rịa Vũng Tàu ngày hôm nay, đang ghi nhận với mốc giá 78.500 đồng 1kg. Với mức giá này, thì Bà Rịa Vũng Tàu vẫn là tỉnh dẫn đầu giá thu mua hạt tiêu cao nhất của cả nước hiện nay. Nhìn chung về giá thu mua hồ tiêu trên cả nước ngày hôm nay, đang giao dịch ở mức 74.000 đồng 1kg cho đến 78.500 đồng 1kg. Cụ thể về bản giá thu mua hồ tiêu trên toàn quốc ngày hôm nay như sau. Tại tỉnh Đắk Lắk ghi nhận ở mức 77.000 đồng 1kg. Còn về tỉnh Gia Lai neo tại mức 75.000 đồng 1kg. Đối với tỉnh Đắk Nông, hôm nay bán với mức giá thu mua là 77.000 đồng 1kg. Còn với Bà Rịa Vũng Tàu, hôm nay bán với mốc giá 78.500 đồng 1kg. Tại tỉnh Bình Phước ghi nhận ở mức 77.500 đồng 1kg. Và cuối cùng là tỉnh Đồng Nai bán với mức giá 74.000 đồng 1kg trong hôm nay. Kênh Giá Nông Sản xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin dự báo giá tiêu ngày hôm nay. Nếu thấy thông tin đáng chú ý, hãy bấm nút đăng ký và ấn phím chuông để nhận được thông báo cập nhật giá tiêu mới nhất. Và đừng quên bấm nút thích bên dưới để ủng hộ kênh phát triển hơn. Chúc mọi người luôn có buổi xem vui vẻ và hạnh phúc. Mến chào và hẹn gặp lại.